Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục rút cái coin từ một cái sàn uy tín. Mà ở cái sàn này thì chúng ta có thể kiếm được cái đồng Litecoin free. Ok, và hiện tại thì trong ví của mình có 0,024 Litecoin thì nó sẽ tương đương với 3,2 USD. Đó, hiện tại thì giá Litecoin nó đang bị giảm xuống. Đó nên là chỉ tương đương có 3,2 USD, tương đương với hơn 70.000. Đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành rút về cái ví Binance. Thì cái cách để lấy địa chỉ ví Binance cũng như là cách để lấy các địa chỉ ví trong đồng coin thì mình đã có làm một video trước. Bạn có thể vào kênh CC Channel của mình để các bạn có thể xem cái video này. Ở đây, kèo uy tín. Đây thì khi các bạn mà đăng ký xong và làm đủ 4 bước, 3 bước trong video này thì bạn sẽ nhận được đó là 0,02 Litecoin. Đó, và các bạn có thể kiếm Litecoin bằng cách là các bạn gửi tiết kiệm hoặc là các bạn KIC để kiếm được nhiều Litecoin hơn, hoặc là các bạn có thể là giới thiệu bạn bè để chúng ta kiếm được cái đồng Litecoin này và chúng ta rút về ví Binance. Thì sau khi mà các bạn rút về ví Binance rồi thì các bạn sẽ vào cái video này của mình để các bạn xem cách để chúng ta rút tiền từ Binance ra cái tài khoản ngân hàng. Đó. Thì link hai video này mình sẽ để dưới phần mô tả của video này nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành rút này. Các bạn sẽ dán cái địa chỉ ví vào đây và ở phần nhãn dán địa chỉ thì các bạn không cần phải dán nhé. Đó. Thì đây là maximum là chúng ta chỉ rút tối thiểu được. Ví dụ các bạn có 0,024 thì nó sẽ bị trừ phí và các bạn rút số tiền mà nó về cho các bạn là 0,023 Litecoin. Đó. Nó ở đây nó ghi là rút tối thiểu là 0,01 và phí là 0,001. Đó thì mình nhấn vào OK này. Sau đó nó sẽ gửi một cái email xác nhận về, thì các bạn hãy vào cái email để chúng ta xác nhận. Thì đây là cái email của mình sẽ nhấn vào cái email này và các bạn sẽ nhấn vào cái link đầu tiên nha, cái link đầu tiên để chúng ta xác nhận này. Đó thì ở trong video này mình chỉ làm clip rút tiền thôi, còn những cái cách đăng ký cũng như là từng bước để các bạn nhận được cái Litecoin free thì mình đã làm trong video trước rồi, nên là các bạn có thể vào đó để xem nhé. Rồi, và nó đã ghi là xác minh rút tiền thành công này. Ok, và như vậy là chúng ta đã xác minh thành công và đã thành công để chúng ta rút tiền rồi. Thì bây giờ cái số Litecoin của mình trong ví còn lại là không nha. Đó. Thì mình sẽ đợi tầm khoảng 7 phút là tiền sẽ về cái ví Binance của mình và mình sẽ show cho các bạn xem luôn. Thì đây là một cái sàn, nó hiện tại nó khá là uy tín và chúng ta có thể gửi tiền vào để chúng ta là nhận lãi hàng ngày cũng như là được cộng tiền hoa hồng hàng ngày. Đó, thì khi mà mình giới thiệu bạn bè và bạn bè của mình nạp vào thì mình sẽ nhận được tiền hoa hồng. Ở đây như các bạn có thể thấy là mình nhận được tiền hoa hồng tương đương với từng này USDT. Đó. Rồi, và để lấy link giới thiệu thì bạn sẽ vào phần là giới thiệu kiếm tiền này. Đó, sau đó bạn sẽ là copy cái link này và sẽ gửi cho bạn bè của mình đăng ký. Ok. Sau vài phút thì như các bạn đã thấy cái tài khoản của mình, cái tài khoản Binance của mình đã được cộng vào là 0,023 Litecoin. Đó, thì mình sẽ vào cái phần thông báo trên Binance để mình show cho các bạn này. Thì đây mình đã rút này, lần này là ngày 22 tháng 1 mình rút là 0,023 Litecoin. Đó, ngày 17 tháng 1 mình cũng rút là 0,023 Litecoin. Rồi, tiếp theo là ngày mùng 1 tháng 11 11 tháng 1 thì mình cũng rút là 0,025 Litecoin. Đó, nói chung là mình đã rút ở đây khá là nhiều rồi, nên là các bạn yên tâm về cái độ uy tín của nó. Ok nha. Rồi, mình sẽ vào phần ví này. Đây là tổng số cái Litecoin mà mình đã rút. Ngoài ra thì mình đã rút một số về cái ví VNDC rồi. Ở đây hiện tại mình có 0,07 Litecoin tương đương với 9,55. Đó thì hiện tại thì giá của Litecoin nó đang xuống nên là cái số này của mình nó chỉ tương đương với số ít như vậy. Nhưng trong thời gian tới thì Litecoin đang có xu hướng tăng lên thì cái tài khoản này có thể là nhân lên. Đó. Mình sẽ đợi giá cao và mình sẽ bán ra để rút về cái tài khoản VNDC và rút về tiền ngân hàng. Ok. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình.